Chào cả nhà, đây là vườn khổ qua của giống của Tân Hiệp Thành nữa nha. Nay hái cũng được 20 mấy ngày rồi. Bây giờ đang hái quay vàng ở nhà. Ở trong đống thì cũng bớt trái rồi, cũng không còn nhiều. Ở dưới hết, ở trên thì cũng không nhiều lắm. Trái tròn và rất là đẹp luôn cả nhà. Ở dưới trái gốc thì ngắn một chút tí xíu, nhưng mà lên trên này hơi dài một tí. Khúc này là cũng có đầy xanh mà cũng không nhiều lắm cả nhà. Chắc là ông trọng quá trời luôn, rồi vàng cả nhà thấy mấy không? Ở trong chính giữa mình xịt cỏ cho trống hết lượng, mình rải NPK với phân chuồng đó nha. Cỏ hoài mình để cỏ muối xịt để cho nó mát luôn đó nha, cho nên nắng nó không hóc á. Bây giờ vàng trái quá trời. Hôm qua nói chung cúc này cũng được 5-6 ngàn ký, có giá hơn bầu bí dưa leo. Và vàng giờ trái lỏng lỏng chỏng quá trời luôn. Giống này nói chung là kháng rầy cũng rất là mạnh cả nha. Hồi nhỏ lên thấy leo nheo vậy chứ lên ở trên nó vượt nhánh quá trời luôn này, giờ đang bung ra vài bữa là bích vàng luôn nha. Là mình tính ra hoài 20 ngày thì vậy chứ thật sự là khổ qua này ngày nghỉ ngày hái. Chạy như hái mới có tầm hoài 10 ngày. Ở đây mình chia ra ngày hái nữa. Hái ra vàng trái thấy mơ không? Thường thường ra vàng trái nó sẽ lâu lớn hơn ở trong đó nha. Trái rộng trọng thấy mơ. Vườn này mình trồng 2.000 mét vuông đó nha. Trung bình ngày hái ngày hái nữa đó nha. Ngày 100 mấy 200 ký. Mấy bữa rộ là tầm 200 mấy 300. Khúc này hái ngày còn được 100 mấy 170 180. Giờ ra vàng trái thấy mơ không? Lỏng trọng quá trời luôn. Giống thành này kháng rầy cũng khỏe, kháng rầy với virus. Nói chung cũng ít có bệnh lắm. Mấy giống này là bị bệnh sương mai mấy tháng thư đó nha. Mình xịn nó cũng hết rồi. Rồi vàng trái rộng rộng thấy mơi. Quá là trái luôn. Mình đi vòng vòng quay cho cả nhà xem nha. Màu bích vàng. Tại khúc này ở trên gió xuống đó nha. Mấy vàng mấy trên này là hướng tây cả nhà. Còn mấy dưới là hướng đông. Gió xéo xéo hướng tây nam á. Cho nên giờ cái đọt cái bò có bên nè. Còn mấy trời mấy dưới này không có đọt nè. Nó đồ xuống mấy dưới hết. Ra phủ vàng luôn ở nhà. Giờ nụ nhỏ nhiều lắm. Rất nhiều. Giá 5-6 ngàn ký thì cũng tạm được thôi. Chứ thật sự là rẻ cả nhà. Giờ khoảng tấp bán giờ phải 7-8 ngàn, 10 ngàn cho lên thì. Thì nó đỡ chứ. 5-6 ngàn thì còn rẻ lắm, có rút nó tụt còn 4 ngàn luôn. Trời rắn à. Nguyên rắn mới bò qua luôn, rắn lục xanh hả gì cả nhờ.
vỏ phủ vàng hết. Nói chung là cái giống này cũng dễ làm lắm nha. Tháng này thì cũng rầy rầy cũng ít lắm, không có nhiều. Cá đây một người luôn. Mời không?